Thưa quý vị, ngày 13 tháng 8, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức chương trình gặp mặt đối thoại giữa Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh với đoàn viên, hội viên Công an tỉnh năm 2024 và tuyên dương gương mặt trẻ phụ nữ Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiêu biểu năm 2023. Đồng chí Thượng tá Lương Đức Binh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Đối thoại giữa Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh với đoàn viên, hội viên là một trong những hoạt động thường niên trong chương trình công tác quần chúng của Công an tỉnh. Thông qua hoạt động giúp Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng, giải đáp những khó khăn vướng mắc và cổ vũ động viên những cách làm hay, sáng tạo của cán bộ đoàn viên, hội viên. Tại hội nghị, đại diện các đoàn viên, hội viên đã tham luận, thảo luận nhiều nội dung, giải pháp có ý nghĩa rất cụ thể, thiết thực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của toàn lực lượng trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thời gian tới. Nhân dịp này, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã trao tặng giải thưởng gương mặt trẻ Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiêu biểu và giải thưởng phụ nữ Công an Bà Rịa Vũng Tàu tiêu biểu năm 2023 đối với 6 cá nhân, thể hiện sự ghi nhận, biểu dương của Đảng ủy, Ban Giám đốc dành cho những nỗ lực và phấn đấu của các gương thanh niên, phụ nữ Công an tỉnh có những đóng góp tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác chuyên môn và các hoạt động phong trào.